Hello, chào anh em đã quay trở lại với channel của Minh Tú Vlog. Hôm nay thì em đang có mặt tại xưởng cơ khí Anh Hiền của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Anh Minh Tú Hiền để quay và test thử một con máy bóc vỏ hạt sự. Đây ạ, đây là em sẽ quay qua con máy nhé anh em. Máy đẹp. Vì là điều kiện hơi tối nên là em sẽ đeo đèn lên để quay. Do công việc em bận quá này. Anh Hiền này, địa chỉ là 67 Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An này. Đây là quay sơ bộ về con máy đây. Hai con đều là bóc vỏ hạt sự cả nhé. Đây ạ, đây là hạt sự trước khi bóc đấy ạ. Anh em cùng coi này. Hạt này là em bỏ trong bì nên nó bị tách ra như thế này rồi. Anh em mua, khi mình mua hạt sự về thì anh em cứ để như thế này, nó sẽ tự bóc cả rồi. Ok anh em, cho máy chạy. Cho máy chạy. Cho anh máy này đây anh em. Máy này đây anh em. Máy bóc này, bóc là hạt sự bóc, sau khi bóc là bóc lớp vỏ thứ nhất này. Đây. Máy chạy rất nhanh nhá. Chỉ có tầm khoảng 30 giây là nó một bao là nó bóc hết liền. Công suất của nó 1 giờ bóc được 1,5 tấn. Đây hạt sự đấy ạ. Đấy. Đây trên anh em, nó hết rồi ạ. Cái này em quay như thế này đây. Bỏ đây. Em bóc. Máy bóc đây, máy bên em còn bóc được cả bóc vỏ phía trong nhá. Ngày mai trời sáng em sẽ quay video bóc lớp vỏ bên trong. Anh em có thể vào dưới link mô tả của video là để coi được video máy bóc vỏ thứ hai. Vâng. Lớp vỏ thần nó sẽ ra ở đây anh em. Vỏ không có hạt đâu nhá. Vỏ không có hạt đâu ạ. Nó sẽ ra ở chỗ này này. Tại vì ít quá nên là máy cũng thử được này. Anh em này coi này, vỏ không hề có hạt đâu. Anh em cứ chiêm nghiệm mà coi máy, vỏ không hề có một cái hạt nào luôn nhá. Anh em coi thử coi này. Và đây là chế chỗ đường lập ra này. Nó sẽ lập ra chỗ này đấy. Đấy. Anh em. Nó ra đây này, vào đây. Bên này sẽ là vỏ này. Đây là máy bóc vỏ lớp vỏ thứ nhất nha anh em. Máy của bên em thì nó có hai chức năng, ngoài là chức năng như thế này. Khách bên em đã còn đặt là bóc thêm cả chức năng bóc đường trong nữa. Bóc đường trong nữa, video tối quá nên là lát thì em sẽ để video thứ hai quay ở đây. Anh em cùng coi. Đấy, lớp vỏ ra khi bóc với anh em. Chỉ có 30 giây thôi mà nó chưa được 30 giây mà nó đã bóc được hết như thế này đấy. Công suất nó hơn người bóc tay rất nhiều này anh em này. Thật sự đấy. Thật sự sau khi bóc này anh em. Bóc rất đẹp anh em. Anh em có nhu cầu mua máy bóc vỏ hạt sự thì liên hệ công ty em là công ty Anh Minh Tú Hiền. Số điện thoại là 0354715098. Và số điện và địa chỉ là ở xóm 7 Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An. Máy thì là máy có chức năng, máy nó nhìn rất nhiều chức năng, vừa bóc vừa sàng luôn nha anh em. Đây ạ.
Em sẽ quay sơ bộ về một con máy cho anh em. Máy nó rất to nha anh em. Nhìn là em lên hình như vậy thôi chứ mà chiều cao của nó rất cao lắm. Em quay sơ bộ này anh em. Bên này là chỗ vỏ ra này. Đấy. Bên này là chỗ hạt sự này. Anh em cùng xem để tham khảo này. Đấy. Đây ạ. À, sau khi bóc đi. Ồ, ok. Mà hai máy này là chuẩn bị đi giao đi ở Hà Nội nhá, cho anh ở trên Hà Nội, nên là em sẽ mai khi nào bóc video em sẽ làm video cho anh em. Máy bóc khá là ok, chạy bóc rất nhanh. Anh em có nhu cầu mua máy thì liên hệ số điện thoại của em, công ty Anh Minh Phú Điền. Chào anh em nhé, hẹn gặp anh em trong một video mới nhất của công ty. Vâng.